Ngày 23 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hội An khóa 11 đã triệu tập kỳ họp thứ 14 nhằm tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, tổng kết hoạt động của Ủy ban Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 cùng đại biểu hai ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã về dự. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Hội An ban hành 95 nghị quyết, tổ chức 40 cuộc giám sát, thực hiện 624 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 930 ý kiến, trong đó đã giải quyết được 854 ý kiến kiến nghị, đạt tỷ lệ 91%. Các kiến nghị đang được giải quyết hoặc chưa được giải quyết chủ yếu ở nhóm lĩnh vực quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản. Các nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nhìn chung đều sát với tình hình thực tiễn của thành phố, đặc biệt là hai nghị quyết chuyên đề về phát triển bền vững xã đảo Tân Hiệp trên cơ sở bảo tồn và phát huy giá trị của khu dự trữ sinh quyển thế giới của Lao Chàm, Hội An giai đoạn 2017-2025 và xây dựng làng quê, làng nghề sinh thái giai đoạn 2017-2020 định hướng đến năm 2025 cho xã Cẩm Kim. Từ năm 2016 đến năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.349 tỷ đồng, tăng bình quân 8,1% một năm và tăng gấp 2,1 lần so với giai đoạn 2011-2015. Trong giai đoạn 2016-2019, bình quân hàng năm tổng lượng khách đến Hội An tăng 26,5%, đạt 16,6 triệu lượt, tăng gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015. Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hoạt động du lịch dịch vụ của thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các chỉ tiêu về tổng lượt khách đến Hội An, tổng lượt khách lưu trú và tổng ngày khách lưu trú đều sụt giảm mạnh, nhưng bình quân cả giai đoạn 2016-2020 vẫn đạt so với chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11 đã đề ra.